Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay sẽ là một video chế cano điều khiển từ xa nha các bạn. Okay. Rồi, ok. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái yêu cầu của khá là nhiều bạn. Đó chính là thử dùng cái bộ mạch điều khiển từ xa giá rẻ này nè các bạn, để chế một chiếc thuyền nha. Và ở video này thì mình sẽ dùng cái bộ mạch này để chế một chiếc cano. Rồi, ok. Thì sẵn tiện đây mình sẽ nói kỹ hơn về cái bộ TX-RX này nha các bạn, để cho các bạn có thêm kinh nghiệm để trước khi quyết định mua cái mạch này nha. Đây các bạn, thì về bản chất đây chính là một cái bộ điều khiển zin theo xe của cái xe MN99 này các bạn. Đây, ở trên đây nó có để cái tên luôn nè. Thì cái mạch này của nó là sử dụng cái motor 130 hoặc là 180 gì đó mình quên rồi. Và mình thấy là có rất là nhiều bạn nhầm lẫn giữa cái phiên bản này với cái phiên bản này. Đấy, cái phiên bản này chính là cái phiên bản mà công suất nó cao hơn nha các bạn. Cao hơn rất là nhiều so với cái mạch này luôn. Ngày xưa thì mình có thử gắn cái motor 380 vào để mình chế thuyền thì chạy rất là mạnh luôn. Cho nên là giá nó sẽ gần gấp đôi cái mạch này nha các bạn. Nhiều bạn nhầm lẫn như thế cho nên là đem cái mạch này về gắn vào motor 370, 260, những cái motor to rồi tải thẳng luôn các bạn. Cho nên là cháy là điều đương nhiên nha, bởi vì cái mạch này công suất nó bé. Rồi thì mình chỉ nói sơ sơ như vậy thôi các bạn. Vốn dĩ là cái mạch này công suất nó bé, cho nên là ngày hôm nay để chế được cái cano to như thế này sử dụng cái motor 370 thì mình sẽ nâng cấp cái mạch này lên nha. Đây thì nâng cấp như thế nào? Đây các bạn, mình sẽ dùng một cái mạch relay như thế này để nâng cấp cho nó nha. Các bạn có biết tại sao mà mình không dùng một cái con relay thôi mà ở đây mình lại dùng nguyên một cái mạch như thế này không? Bởi vì khi chúng ta chỉ sử dụng một con relay thì hai cái chân motor á của cái mạch này chúng ta sẽ đấu vào hai cái chân relay. Nó cũng giống như là chúng ta đấu thẳng vào một cái cuộn dây như thế này nè các bạn. Đấy, cho nên là nó sẽ rất là nóng nha. Có những cái tình trạng là nó sẽ ngập ngừng cái mạch, với lại là có khi là cháy luôn cái mạch á. Cho nên là khi chúng ta sử dụng một cái module như thế này thì nó sẽ bảo vệ được cái RX của chúng ta nha. Ngoài ra để chế được chiếc cano này thì chúng ta sẽ cần thêm một số linh kiện như thế này nè các bạn. Một con servo, một cái motor 370 mình đã gắn lên một cái gá như thế này rồi nè. Một bộ láp, rồi cây trục với cái chân vịt, một cái khớp nối bằng đồng, cả hai lỗ này đều là 2mm nha các bạn. Một cái bánh lái kèm theo một cây linh lái như thế này. Rồi và đây là một cái kit cano mình đã cắt sẵn như thế này nè các bạn. Rồi sẵn đây thì mình cũng xin phép quảng cáo với các bạn luôn là bộ mạch này, cái kit cano, bộ láp chân vịt nè, thì mình có bán tại shop của mình nha. Link shop mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn nào có nhu cầu muốn chế tạo này kia các bạn thì ấn vào để ủng hộ cho mình nha. Và không có nói nhiều nữa các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế cái chiếc cano này cho các bạn xem nha. Và ở bước đầu tiên mình sẽ ráp cái kit cano trước nha các bạn. Ok, đây các bạn. Đó, khá là đẹp luôn. Ráp cũng rất là dễ, nhanh nữa các bạn. Đây, mở cái nắp ra nè. Đấy, đóng lại. Thì tất nhiên rồi các bạn, phải sơn lên thì nó mới đẹp với mạnh nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lên màu cho cái chiếc cano này nha các bạn. Đây các bạn, đấy, thì nước sơn nó đã khô rồi nè. Mình đã sơn cho nó một màu cam nha, rất là tươi luôn. Đây, khá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ dùng những cái đề can này để mình trang trí cho cái chiếc cano của mình nha. Như vậy là mình đã làm xong được cái kit cano rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lắp cái bánh lái nè với cái bộ láp vào trong cái kit cano này nha. Rồi sau đó sẽ tới cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần mà độ cái mạch lại nha các bạn.
ấy, cái phần đó hơi phức tạp thì mình sẽ để ở phía sau. Còn bây giờ thì mình sẽ lắp những cái thứ này vào trong cái kit này. Rồi, ok anh em, thì cái phần kit coi như đã xong rồi nha. Đây, bộ chân vịt, bánh lái. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng nhất ở cái video này. Đó chính là độ cái mạch relay này cho cái RX này nha các bạn. Thì đương nhiên chúng ta sẽ cần một cái RX, một cái mạch relay như thế này. Về phần pin thì chúng ta sẽ dùng hai viên pin 2S nha các bạn. Một cục nhỏ và một cục to. Thì cục pin nhỏ này chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái mạch, và cục lớn này chúng ta sẽ dùng để chạy motor. Ở đây mình dùng hai cục như thế này bởi vì khi mà chúng ta chỉ dùng một cục vừa cấp nguồn cho mạch, rồi vừa kích con rơ le, rồi vừa nuôi con rơ le luôn, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là cháy cái mạch nha. Đấy, thì mình đã thử rồi, mình biết các bạn, mọi bài học đều phải trả giá bằng tiền. Đấy, cho nên là các bạn hãy xem video của mình thì các bạn sẽ không mất tiền mà lại có kinh nghiệm luôn nha. Rồi một cục motor 370 nè, hai cái jack cắm. Thì jack cắm này tùy thuộc vào các bạn sử dụng pin nào mà các bạn có thể tùy chỉnh cái jack cắm của các bạn, không có ảnh hưởng đến cái quá trình đấu nối nha. Jack nào cũng được, bởi vì bản chất cơ bản thì cái này cũng chỉ dùng để kết nối thôi các bạn. Và thêm những cái sợi dây điện như thế này. Đối với những cái đoạn dây điện mà nó có gắn liền với motor thì chúng ta sẽ dùng những cái sợi dây to như thế này để nó chịu tải, nó không có nóng, với lại nó truyền cái dòng điện tốt nhất nha các bạn. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đấu hai dây motor vào hai cái chỗ là DC trừ và in nè các bạn. Đây, đèn bên đây, đỏ bên đây. Đây, đấu như thế này. Đối với cái jack cắm của cái cục pin to thì chúng ta sẽ hàn hai cái sợi dây nhỏ như thế này ở trong đây nha. Sau khi các bạn đã đấu được hai sợi dây nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ đấu hai cọng này vào hai chân DC cộng và DC trừ. Chúng ta cứ việc đấu đúng theo thứ tự thôi các bạn. Đỏ là cộng, rồi đen là trừ. Đấu vào đây. Rồi, ok, tới bước này thì chúng ta đã có thể kích được cái con rơ le này rồi. Bây giờ mình sẽ ghim pin vào, mình kích cái con rơ le này cho các bạn xem nha. Đây, ghim con servo vào đây trước. Sẵn test con servo luôn các bạn. Đây là pin cho cái mạch nè. Chúng ta dùng cục pin nhỏ nhỏ thôi, bởi vì cái nhiệm vụ của nó chỉ là chạy con servo với kích cái con rơ le này thôi các bạn, không có cần mạnh, với lại là không có cần dung lượng cao nha. Cục này cũng hơi lố rồi nè. Đây, mình sẽ ghi vào đây. Đây, mạch nhấp nháy nha. Còn mà xì khói là mới khóc đó các bạn. Còn đây là cái chui của cái pin mà chúng ta sẽ dùng cho con motor. Ghi vào đây. Bật cái tay điều khiển lên. Đó, đèn nó hết chớp và nhận tín hiệu rồi nè. Đây là con servo nè. Còn khi mà chúng ta bóp ga thì nó sẽ kích con rơ le này. Đó, các bạn thấy cái đèn đỏ nó nháy không? Kèm theo cái tiếng tách tách, đó chính là con rơ le đã được kích nè. Đấy, cái này thì chúng ta bóp thoải mái, chúng ta ngâm thoải mái luôn, không có sợ bị cháy mạch nha. Nè, bóp hoài luôn nè. Đấy. Bây giờ thì chỉ còn việc đấu cái dây motor với pin vô thôi các bạn là xong rồi, là chúng ta có thể chạy được motor rồi. Rồi, ok, thì chúng ta đã đi đến cái bước cuối cùng rồi các bạn, đó chính là cái bước đấu cái motor này vào. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn đấu motor nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đấu một trong hai sợi dây của motor vào màu đen hoặc màu đỏ đều được nha. Nếu các bạn thấy cái motor của chúng ta nó xoay không có đúng chiều cái chân vịt á, thì chúng ta đổi cái dây lại. Đối với chiếc thuyền của mình thì mình thấy là sợi dây cái chốt màu đỏ nè, khi mà ghim vào màu đỏ của pin thì nó sẽ xoay đúng chiều, nên mình sẽ hàn sợi dây này vào trong cái chân màu đỏ của pin. Đây, chúng ta sẽ hàn như thế này, bọc một cái lớp gen co nhiệt lại. Chúng ta sẽ cần thêm một sợi dây rời như thế này. Chúng ta đấu vào đây cái chân còn lại của cái jack pin này các bạn. Đây, hàn vô đây. Hàn xong thì chúng ta sẽ bọc cái gen co nhiệt lại thôi các bạn. Rồi, và đây chính là thao tác cúng cùi nha các bạn, cuối cùng luôn. Một cái sợi dây pin, một dây motor, chúng ta sẽ có hai dây như thế này. Chúng ta sẽ đấu vào hai cái chân NO và COM nè các bạn.
chúng ta đấu sao cũng được, hai dây này vào hai cái lỗ này nha, không quan trọng thứ tự trái phải gì hết, cho nó đấu đại vào. Rồi xong, đã đến giây phút biểu diễn rồi các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đấu pin vào, mình test cho các bạn xem cái mạch này nó chạy có ok không nha. Rồi, bây giờ thì bật cái TX lên. Đấy, servo nè, motor nè. Đây, mình mới gắn cái cánh quạt vào cho các bạn dễ hình dung nè. Này. Nice. Đó, chúng ta có thể chạy từ sáng tới chiều, từ đây tính tới công go luôn, cũng không có cháy cái mạch này nha các bạn. Đấy, đảm bảo là an toàn cho cái RX của chúng ta luôn nha. Và thông qua cái màn test vừa rồi thì các bạn cũng thấy rồi đó, chạy rất là ngon luôn nha, không có bị ngắt, không có nóng mạch luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể gắn được motor 380, 390, 550, 775. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp bộ điện này vào trong cái kit cano nha. Rồi, ok, thì như vậy là mình đã làm xong được cái chiếc cano này rồi nè các bạn. Đó, rất là ngon luôn nha. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi test cho các bạn xem, để coi là cái combo độ mạch như thế này thì nó có ngon không nha. Được rồi, đi thôi. Rồi ok anh em, thì sau khi chạy nãy giờ, bây giờ mình sẽ check lại cái mạch coi nó chạy còn ok không nha. Kết quả thì rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Mình có sờ vào cái mạch của chúng ta thì nó hoàn toàn mát luôn, không có nóng gì hết. Đấy, cho nên là anh em có thể yên tâm mà làm theo mình rồi chơi nha, không có lo bị cháy mạch nữa. Những cái linh kiện mà mình đã dùng để chế chiếc cano này thì mình có bán nha anh em. Thì link shop mình sẽ để dưới phần mô tả. Anh em có thể ủng hộ mình bằng cách mua hàng nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết cái video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.